Sáng ngày 22 tháng 3, tại nhà văn hóa Tổ dân phố Chile 2, phường Trần Phú, tri bộ Tổ dân phố Chile 2 đã tổ chức hội nghị ra mắt Tổ dân vận cộng đồng của Tổ dân phố. Dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Minh Hằng, trưởng phòng tư pháp thành phố, các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường, trưởng các đoàn thể chính trị phường Trần Phú. Tổ dân vận cộng đồng Tổ dân phố Chile 2 có 22 thành viên do ông Hà Văn Nhàn, Bí thư tri bộ Tổ dân phố làm tổ trưởng. Tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố Chile 2 được thành lập nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của chi ủy, lãnh đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. Đồng thời giúp nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong tổ, từ đó hướng dư luận nhân dân vào những thông tin chính thống, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại diện tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố Chile 2 đã phát biểu hứa sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Cũng tại buổi ra mắt, đại diện các tổ liên gia tự quản thuộc Tổ dân vận Cộng đồng Tổ dân phố Chile 2 đã ký giao ước thi đua. Đồng thời, các thành viên của Tổ dân vận Cộng đồng được phân công nhiệm vụ cụ thể để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.